你好，你编号几号？他编号255。你去过台湾了吗？啊，你过台湾去了？多久过？他还没有。在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan bạn có bạn bè hay người thân không? Tôi không có. Sao mấy hiểu? Bạn quay châu yên cơ chiều mà. Bạn biết hút thuốc hay uống rượu bia không? Tôi không biết. Sao phú huệ? Nghỉ mua chén ra Việt Nam chua sử một công chua. Hiện tại ở Việt Nam bạn làm công việc gì? Tôi làm cơ khí. Sao sư chi chia cung? Trong Việt Nam, y cơ yên xin sủi cơ sảo chén. Lương một tháng của bạn là bao nhiêu tiền? Lương một tháng tôi 3 triệu. 大概150美金一个月。那台湾工作，如果雇主要你配合加班，你愿意吗？đến Đài Loan chủ sử dụng yêu cầu bạn phối hợp tăng ca, bạn có đồng ý không? Tôi đồng ý. Ta愿意的。对今天面试你有什么问题吗？ Hôm nay phỏng vấn công việc này bạn có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi không có ý kiến gì. Ta mấy hiểu số mấy ý kiến? Tôi chính chủ了吗？đều hiểu rõ chưa? Tôi hiểu rõ rồi.他清楚了。今天你回答的问题，你要老实、确实，不能欺骗，你知道吗？Hôm nay trả lời những câu hỏi này, bạn phải thành thật, không được nói dối, bạn có biết không? Tôi biết. Ta chưa tao了。谢谢你。那个给你提，沙包给我看，仅提十四。Bây giờ mời bạn ra bê bao cát 10 lần cho tôi xem. Bắt đầu.